đón quý vị đến với chương trình Du Ký Cùng Hoa Hậu. Và có lẽ quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận biết rằng ở đây là đâu rồi đúng không ạ? Đây là phố đi bộ đường Nguyễn Huệ rất là quen thuộc, không chỉ với khách du lịch mà với khách địa phương nữa. Và ban đêm khi mà chúng ta đi cũng sẽ bắt gặp những cặp tình nhân nè, dù là buổi chiều hay buổi tối thì cũng rất là đông. Và ở đây cũng đã có tổ chức rất là nhiều những chương trình lễ hội, các bạn trẻ biểu diễn nghệ thuật đường phố nữa. Và ngày hôm nay đặc biệt là chúng ta có hẹn với một cô gái không chỉ tài giỏi mà rất là xinh đẹp. Cô gái đó là ai thưa quý vị? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây nhé. Hằng ơi, hello chị. Hello em. Mình đứng thôi. Ôi bạn này đứng hình từ nãy giờ á hả? Mà còn anh thấy chị ảnh lại nhúc nhích nữa. Ôi hẹn ở đây rất là khó tìm luôn á. Lâu lắm rồi Minh Hằng mới được gặp chị Phơ. Ngày hôm nay thì hai chị em có thể có cơ hội để Minh Hằng dẫn chị Jennifer đi giới thiệu về thành phố mà mình đang sống. Tại vì chị Jennifer sống ở Hà Nội. Hành trình du ký của chúng ta ngày hôm nay sẽ đi đến đâu và làm những gì thì chắc là nhờ Hằng sẽ chọn một trang trong đây, bất kỳ một trang nào đó, và đó sẽ là điểm đến của chị em mình. Ok, chúng ta bắt đầu luôn ha. Điểm đến của hai bạn cách đây chưa đầy 600m đó chính là tham quan chợ đêm Minh Hằng. Sau đó cùng ăn tối tại Chiyoda Sushi Restaurant. Chương trình sẽ cấp cho mình chiếc xe máy để chị em mình cùng đi. Nhưng mà tối ngày hôm nay cũng khá là mát đúng không? Cách đây 600m thì không quá xa. Đi bộ ha. Mình đi bộ đi. Wow. Nên mình có con đường này nè. Đi nào mình sẽ đi tắt qua bên đây. Rất là gần. Đó, 600m. Ở trên đây rất là nhiều những cái quán cà phê, những cái điểm hẹn rất là xinh xắn nè. Chị lên đó bao giờ chưa? Chị lên một quán bao giờ chưa? Chị có. Chị lên mấy lần rồi. Thật ra thì ngày hôm nay thì là cũng là lần thứ nhì chị đến chợ đêm chợ Bến Thành thôi. Xưa chị nhớ là còn có quán ốc rồi các đồ nướng. Có thể là bên cửa đông, mình đang ở bên cửa tây. Nãy giờ em xạo em nói em dắt chị đi mua quán cho chị dắt em đi không á. Ê chị bây giờ đang mua đêm mấy cái giỏ mây nè. Dễ thương ghê. Cái này đi biển đẹp lắm á. Cái này đi biển á, mặc quần shorts hay là mặc mấy áo trắng trắng bay rồi xinh xắn. Không dính dáng gì tới bộ đồ. Đi cho thật đói rồi xong rồi mình sẽ đi ăn. Em khát nước quá. Nước dừa. Nước dừa đi. Cô ơi, dừa bao nhiêu một trái cô? Mình có trái lạnh không cô? Ngọt quá. Ôi trời, nãy giờ mới nhìn. Có biết ai không cô? Minh Hằng. Dạ, chính xác. Đẹp hơn trong phim TV nè. Yeah. Cảm ơn cô. Cô gì nè? Tên Jennifer nó khó. Dạ, đúng rồi. Jennifer Phạm hơi khó. Cảm ơn cô nha. Cô, cho cô mượn cái ghế cao đúng không? Cô ngồi. Thấp không được cô ơi. Ăn gì? Hôm nay chị bao thoải mái đi. Cô cho con một bịch bánh tắn tộn đi. Bánh tắn tộn đi. Chị có hay ăn bánh tráng trộn không? Chị có, một vài lần thôi chứ không hay. Nhưng mà ở ngoài Hà Nội bánh tráng trộn nó giống miền Nam không? Không, chị ăn trong đây thôi. Hà Nội thì chị chưa ăn. Ở ngoài Hà Nội không có. Đúng rồi, chỉ có miền Nam mới có bánh tráng trộn thôi. Này là thử mình nè, trả lời ừ là sai bé. Hỏi liền à. Hà Nội thì có bánh tráng trộn mà. Khó luôn hả? Nhưng mà nó không có ngon như này. Đúng rồi. Em chưa ăn, em chưa thấy luôn á. Chị một bịch này chị bán nhiêu? Bánh tráng nha, có xoài. Cái này là rau răm. Với lại bột ớt. Có cho con trứng cút nha. Chợ Bến Thành về đêm. Đây cũng là một cái điểm du lịch đặc trưng khi nói về du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Khi mà mỗi lần mà em đi nước ngoài á, thì mình giới thiệu về cái đặc trưng của Việt Nam mình là có cái gì, có chợ Bến Thành, thì hầu như các bạn nào mà đã đi biết đều biết hết. Cốc của cười không? Ngon quá à. Đều gia vị quá à. Ngon. Ngủ trứng cút à. Cái này á, bữa rồi em đi quay phim á, mấy bạn fan hay mua cho em lắm. Chị à, em ở với chị á, xong rồi chị đi ăn cả ngày nhá, xong rồi tối đã leo lên giường rồi, thay đồ ngủ rồi vẫn đi tìm đồ ăn. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này á.
rồi, thôi chị em đi nha, để cho chị bán. Cảm ơn nha, bye bye. Bữa mai bán đắt nha. Sang bên này đi, đồ lưu niệm nè. Ừ, cái cô gái mặc áo dài dễ thương kìa chị. Cái này là để bỏ vào sách đúng không? Đúng rồi, cái đó chẳng sách. Ừ, chị tặng em này đi, tại vì em hay đọc sách. Ok, em chọn đi. Màu hường hả? À? Màu hường. Cái đỏ năm năm cưới đó, cái đỏ năm năm cưới đó. Rồi người ta đến, theo họ hàng đôi bên. Thank you chị. Chị Jennifer đã tặng cho em cái này. Lần sau đọc sách là phải nhớ đến chị. Ngày nào em cũng đọc sách thôi, ngày em đọc một chương. Chị ơi, em biết em tặng chị cái gì rồi, cái này đang mốt nè. Trời ơi, nhiều người xài lắm á. Chị thích cái nào? Cái nào hả? Ừ. Lấy cái này một cặp đi, mỗi đứa một cái. Cái này bao nhiêu vậy chị? Hai cái lấy chị 150.000. Hai cái bớt không vậy? Bớt rồi đó. Cái này em đang quay hình nó. Thử nó hết nha. À. Rồi, xin rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi sao chị bà em dẫn chị đi ăn một quán ốc rất 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 là ngon. Nhìn xôi ngon chưa kìa. Nếu mà không muốn phải đi ăn thì chắc là chị sẽ mời em ăn xôi. Nhưng mà chương trình của chúng ta không được ăn nữa. Em phải... Còn chiếc xe đây. Xe của mình đây. Như thường lệ thì chương trình cứ cắt cho mình một chiếc xe máy để di chuyển. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trời rất là mát, mình có thể lựa chọn để đi bộ. Chị ưu tiên cho thằng chọn đó. Sẵn tiện hôm nay hai chị em mình đều đẹp nên mình đi bộ đi. Đều đẹp liên quan ghê, hai chị em đi 2 phút cao chắc nha, đừng có đi giữa chừng là bỏ cuộc nha. Ok, nhưng mà em chọn thì chị sẽ đi cùng em. Đây quán đây rồi, Chiyoda Sushi đây. Được ăn tối rồi hả? Được ăn tối rồi. Đây là chúng ta sẽ thưởng thức món salad rong biển nè, cơm cuộn cá hồi sốt cay nè, và đây sashimi các loại cá của Nhật. Và chị nhìn là thấy cái cá ở đây rất là tươi rồi nè. Ngon quá. Giòn ngọt. Thực ra là nghe cái tên của em là biết em rất là thích ăn rồi, nhưng mà dạo thời gian gần đây á thì em bắt đầu ăn khoa học hơn một tí. Có nghĩa là ăn nhiều rau hơn. Bây giờ em giỏi lắm. Bây giờ em giỏi lắm. Em có thể tự làm đồ ăn Tây tại nhà. Anh mình rau thôi à. Gọi là đồ ăn Tây là rau trộn đó quý vị. Đúng rồi. Rau trộn kiểu Caesar salad xong rồi tất cả các loại rau. Rồi xong mà tự trộn thì em là thấy nó tốt cho sức khỏe. Em nghĩ này cá ngừ đúng không? Cá ngừ á. Tại vì hôm bữa em bổ con cá ngừ rồi. Em thấy là đầu bếp bổ con cá ngừ rồi. To là to, to bằng cái bàn. Không sao đâu. Ăn một cuộn nó không béo đâu. Chắc là mọi người thấy được cái Sài Gòn về đêm như thế nào rồi. Và mình cũng chia sẻ một tí về thức ăn rồi. Nhưng mà chắc chắn là mọi người cũng đang rất là chờ đợi về câu chuyện của Minh Hằng. Chị em ăn nốt cái này nha. Ừ, ăn đi. Em ăn đi rồi lấy tinh thần trả lời nha. Nghe đến tên Minh Hằng, nếu mà nói về tuổi đời thì có lẽ là chị hơn em, nhưng mà tuổi nghề chắc là em phải hơn chị rồi đó. Thì lúc mà chị bắt đầu về Việt Nam hoạt động trong showbiz là chị cũng biết Minh Hằng rồi. Mà lúc đó là bụng mỉm dễ thương lắm. Bây giờ là cô gái mặc vi lai gầy nhom như thế này mà càng ngày càng trẻ ra. Hồi xưa khi mà em mới bước vào nghề á thì tất cả những cơ hội hay là những gì mà mình có hầu như là nó rất là tự đến. Thì trong năm nay thì em có kế hoạch là mình sẽ làm một cái mini concert dành cho fan của mình. Và thứ hai nữa là sản xuất một web drama do chính mình viết kịch bản cùng với là team của mình dành tặng cho các fan của mình. Tại vì trong một khoảng thời gian rất là dài rồi thì đi tới đâu thì các fan cũng hỏi là chị ơi khi nào chị quay trở lại với phim truyền hình, chị ơi khi nào chị đúng không, chị ơi. Nhưng mà phải nói là em rất là đa tài đó. Từ diễn xuất cũng là xuất sắc nè. Em còn cả kinh doanh là spa đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà làm sao có thời gian để mà tham gia được nhiều như vậy? Spa nó là chỉ là hùng hợp cùng với một người khác. Và như bây giờ thì em vẫn kinh doanh về bất động sản thì những cái đó thì nó cũng không quá tốn nhiều thời gian.
em vẫn tập trung cho nghệ thuật của mình nhiều hơn, nên là vẫn có thời gian để làm mới mình, nghĩ rồi sáng tạo, rồi cũng có thể thời gian coi Facebook của chị, rồi biết chị có thêm bao nhiêu đứa để là cũng theo dõi mình á hả? Thằng biết không, chị nghĩ rằng là có một chủ đề mà chắc chắn ai cũng đang rất là thắc mắc, là Minh Hằng vừa trẻ vừa tài giỏi như vậy, không biết là tình yêu của mình là như thế nào. Em biết như thế nào chị cũng hỏi. Phải hỏi chứ, để không phải riêng mình chị tò mò mà khán giả cũng rất là tò mò đấy. Minh Hằng giấu kỹ quá. Em cũng hay chia sẻ mà, nhưng mà không có chia sẻ danh tính người đó là ai thôi. Thì chị đang muốn là chia sẻ danh tính, còn yêu thì ai cũng chẳng biết là yêu phụ nữ, đàn ông thì yêu được là chuyện bình thường, người đó là ai. Nhưng mà yêu như thế nào, yêu bao lâu, kỷ niệm lãng mạn, tỏ tình ra sao đấy. Trời ơi. Thôi chị ăn đi. Chị ăn rồi em nói đi. Có thể không chia sẻ danh tính nha. Người yêu hiện tại thì em đã quen được bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm. Ghê không? Đúng không? Nói như mà con gái bình thường á thì sẽ thích một người con trai chủ động. Mình lại đặc biệt thích hơn một người gì đó nó hơi rụt rè một tí. Nó hơi mắc cỡ một tí thì mình cảm thấy thu hút hơn. Người con trai của em là như thế. Thế là em là người chủ động để nghĩ yêu nhau hả? Không có nghĩa là em không phải chủ động, mà em gợi mở ra nấy chủ động. Đó là hiện tại. Và bây giờ quay về ban đầu, những cái bước đầu tiên em đến với nghề, chắc chắn là cũng là sẽ có những cái thử thách, những cái khó khăn. Cái duyên nào đã đưa em đến với nghề đầu tiên? 7 tuổi chị em đi công viên á. Thì em đã thấy một cái nhóm hát ở trên sân khấu. Thì em mê đến mức độ là em lẻn vào ở trong cánh gà sân khấu để mà nhìn tất cả các anh chị chuẩn bị lên sân khấu, rồi nhìn mê mẩn, nhìn đắm đuối. Thế em lạc luôn cả ba mẹ của em. Thì người ta thấy là em bé gái ở trong đó mà không biết là bố mẹ là ai, thì người ta mới đọc tên lên để tìm bố mẹ của người đó. Là khi bắt đầu từ hôm đó thì em được mẹ cho đi học múa, học hát ở cái chỗ mà cái nơi mà em đang xem. Đó, có một khoảng thời gian thì gia đình của em gặp biến cố thì em bước hẳn luôn, em không được học gì cả. Cho tới lúc em lớn lên thì có một cái lớp học hôm mà em đi tuyển sinh á, người ta nha, vừa có nhạc vừa có bạn. Em một mình em lẻ bóng, em không có bạn. Thứ nhất, thứ hai em không có nhạc luôn, em hát chai luôn. Em nhớ em hát bài Ước Gì của chị Mỹ Tâm. Em hát bài Ước Gì của chị Mỹ Tâm, thế là em được nhận. Nhận em về em vui ơi là vui. Thế là tiền của mẹ cho đóng tiền học mà chính thống á. Em gom vô, em đóng tiền học bên đây. Tiền kia thì sao? Em nợ. Sau đó là em rải nhóm là phải sau bao nhiêu nhóm đúng không? Đúng rồi, sau nhiều nhóm á. Thì chị biết thứ nhất là nhóm là không có bền được vì con gái. Trời ơi, con gái mỗi người một kiểu nữa, xong rồi mỗi người đâm nhau làm vedette. Đúng rồi, hát nhóm mà. Nên là cái quen là ở trên sân khấu sẽ có chị, có em. Ví dụ lúc em hát thì chị sẽ múa, lúc chị múa thì em hát. Lúc nào mình cũng quen là một người ngửi trên sân khấu rồi. Hát là giao lưu. Giờ một mình ở trên sân khấu nó cảm thấy nó rất là trơ trọi. Và thứ hai nữa là mình không có đủ tự tin là mình có thể hát đơn được. Thời gian đó là em không có nhóm nào để đi hát cả. Lúc đó công ty Thiên Thi mở ra thì em là được đầu quân vào công ty Thiên Thi. Đầu quân vào công ty năm đầu tiên thì bài hit Một Vòng Trái Đất là có ngay luôn. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu. Là Hằng thấy cái vai diễn nào mà để lại ấn tượng sâu nhất với khán giả và ấn tượng nhất với Hằng? Từ đó tới giờ em chưa bao giờ được đóng vai đẹp. Toàn là vai là mập, xong rồi còn vai đạp ba gác. Không có cái vai nào em được giống như là được chải trước đánh sông đậm mắt chị ra. Được chải trước đánh sông đậm mắt chị ra. Có một cái vai diễn mà em còn phải cố tình lên cân để mà quay hình đúng không? Là phim Gọi Giấc Mơ Về đó chị. Phim Gọi Giấc Mơ Về em lên cân 10 cân. Đúng rồi, đóng cái vai nào là em bị ám như cái vai đó. Vai diễn là cô bé nó hơi khờ khờ, nó hơi chậm chậm. Ở ngoài đời thì em nói rất là nhanh, chúng mình chỉ thấy nó nói rất là nhanh. Nhưng mà vô cái vai đó thì em phải nói chậm lại. Xong mặt ngu á. Nhưng mà ngu thì tại vì học ngu, cô này cô học ngu nhất lớp. Làm cái gì là đổ cái đó, bể cái đó. Nhưng mà tốt tính, em mà chỉ cần là nước mà nó không có phù hợp á. Ngủ em tùm nước. Xong bắt đầu diễn cho nó hộp dài lắm cô ơi. Hộp dài lắm cô ơi. Trong cái phim Sắc Đẹp Ngàn Cân là em cũng có được cái vai đẹp mà. À đẹp nhưng mà nó cực chị. Cái lúc mà em làm bé mập á, là em phải hóa trang silicone á. Để hóa trang vậy một ngày mất hết bao lâu để hóa trang? 5 tiếng. Ngày nào mình cũng bị chét đầy keo trên mặt mình, không có một lỗ chân lông nào nó hiện hình ra hết.
Được biết là Minh Hằng biết làm salad trộn, còn bây giờ Minh Hằng sẽ làm thêm được một cái cơm. Nhiều món lắm chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Hôm nay mới kêu là biết làm đồ Tây, biết làm hẳn là salad trộn cơ mà. Đồ Tây là biết làm steak luôn á. Ồ. Chị quá giỏi. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. ではまずサーモン少しちょっと một chút nước, cái này ướt ướt cái tay mình à, để cơm nó không bị dính vào đúng không? Như cái đấy. Tay thì để lấy một miếng thịt, một miếng cá. Wasabi vô. Một tí wasabi vô. Để ここに置きますね. Cho miếng cơm lên như này. Đè đè nó đấy. Xong rồi nắng qua nắng lại cho nó đẹp nè. Có gì vậy? Wow, em nghĩ này nó không quá khó đâu chị. Cố lên hả? Thôi vừa thôi, sao nhiều quá, rất là đẹp. Đi, sari vô. Chưa gì là thấy xấu rồi đó. Có phun ra nó gọn gàng như này không ạ? Thấy cảnh nó rất. Ủa sao có đầu bếp làm bị dính đi em tè lè gì vậy? Nói là chỗ này sử dụng cực tử. Kịp 2, bắt đầu. Tôi sẽ gặp mở rửa mê mắt cả là. À, chút chút chút. Hay là bác cũng hiểu khả năng của em rồi đó hả? Cô một chút đi. À, ở nhìn kì. Mùi kì. Và sao hiểu à? Chị một chút. Ủa, cái bạn này nữa hả? Tưởng bạn này thôi chứ. Chưa gì là thấy xấu rồi đó. Còn con sao nó gọn gàng như thế này cơ mà. Nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Massage. Ok, đúng rồi. で出来上がり。余裕は余裕は。いいですよ。はい。これです。はい。あんたもさ、可愛いね。次は làm xong rồi là tí nữa là không còn hạt cơm nào trên đây. Nhưng mà còn nhiều lắm. Một chút xíu nữa đây thì chị em mình sẽ tiếp tục cái hành trình gọi là ăn cho xong. Nhưng mà thời lượng của chương trình thì có hạn, nên là chúng ta sẽ phải tạm chia tay khán giả. Nhưng trước khi chia tay thì như thường lệ Jenny có một cái cảm năng. Và trong đây thì cuối chương trình cũng sẽ mời khách mời để ghi lại những cái cảm nhận về chương trình nè, cũng như là trong ngôn sống của mình để chia sẻ với khán giả. Và đồng thời lưu lại chữ ký của Minh Hằng. Thực sự rất là cảm ơn chương trình đã mang Minh Hằng đến một thành phố rất là quen thuộc. Hằng ngày Minh Hằng đã đi đến những con đường này, những nơi này, nhưng mà đã lâu lắm rồi Minh Hằng không nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Và ngày hôm nay tất cả những cái đẹp của nó là hiện lên một lần nữa. Và sau cái chương trình này chắc chị xem đã hiểu hơn những cái hành trình của Hằng. Và chắc chắn là khán giả cũng như thế. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn Minh Hằng và cũng chúc cho Minh Hằng sẽ luôn xinh đẹp và thành công hơn nữa nhé. Và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Du ký cùng Hoa hậu ngày tối ngày hôm nay. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải chào tạm biệt. Gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 nhé.